rể con rể ở nhà rang cơm cho mẹ cái nha. Dạ. Ngày xưa mình toàn rang gạo đem đi học ăn, bây giờ mày bỏ rang cơm chắc là cái này đi mà. Cái mùi gì khét khét thế nhở? Nope. Con rang cơm xong rồi này mẹ ơi. Ăn đi đói quá. Mà rang cơm có cho trứng với cho hành vào không? Trời, có đập trứng với cho hành vô nữa mẹ. Thế rang cơm mà không cho trứng thì ăn mấy cái gì? Đây này, đây này, mày bỏ cái này ra cho tao nhờ. Bỏ ra. Đây. Anh này, anh học cái gì chứ? Cơm rang ở đây này. Chứ ai mà đi rang gạo đây để ăn đấy, hả?